Tí tuổi, sáu nhóc nhà sau việc đi du lịch khắp chốn, con gái Thanh Thảo 3 tháng đã sang trời Tây. Dù còn rất nhỏ nhưng nhiều dốc tì của sau việc đã được bố mẹ cho đi du lịch khắp thế giới. Từ trước đến nay, vợ chồng Lương Thế Thành Thúy Diễm là một trong những cặp đôi nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Cặp đôi này còn hot hơn bao giờ hết kể từ khi cậu quý tử đầu lòng chào đời. Việc có thêm thành viên mới khiến cho hình mẫu tổ ấm này ngày càng hoàn hảo hơn trong mắt người hâm mộ. Mới đây nhất, vợ chồng nam diễn viên Lương Thế Thành đưa bé Bảo Bảo và ông bà nội đi du lịch tại thành phố Đà Lạt. Thay vì òa khóc hay làm ba mẹ lo lắng vì con nhỏ lần đầu đi máy bay, thì cậu bé nhà Lương Thế Thành lại tỏ rõ sự thích thú tươi rói. Trộm vía hai má phúng phính của cậu bé đã khiến mọi người suýt xoa vì quá đáng yêu. Lương Thế Thành hào hứng khoe, tuyển tập album của Bảo Bảo có sự ăn ké của ông bà nội và Hot Mama và Hot Mommy. Lương Thế Thành chụp ảnh với con trai tại khu nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Làm mẹ ở tuổi 40, Thanh Thảo có tư duy nuôi dạy con khá hiện đại, chỉ cùng gia đình đưa con gái 3 tháng tuổi đi du lịch châu Âu. Khi ở trên máy bay, cô công chúa nhỏ ngủ ngoan bên cạnh bố, vợ chồng ca sĩ Thanh Thảo cùng con gái và bà ngoại du lịch ở Pháp. Lý giải về việc cho con đi xa quá sớm, Thanh Thảo cho biết cô và ông xã muốn con gái cứng cáp từ sớm để sau này cơ thể khỏe mạnh, dễ thích nghi với cuộc sống. Cô công chúa tỏ ra vô cùng thích thú ngoan ngoãn trong chuyến đi. Ông xã của nữ ca sĩ hết mực cưng chiều cô con gái nhỏ. Con trai thiên từ của Đan Trường và Thủy Tiên được sinh ra ở Mỹ, cậu bé xinh xắn, đáng yêu và có nhiều nét giống bố. Bà xã của ca sĩ Đan Trường có quan niệm nuôi con khá hiện đại. Thủy Tiên tiết lộ bí quyết dạy con của mình là cho con đi du lịch nhiều nơi. Cho nên thiên từ mới bé tí tuổi đã được mẹ đi du lịch khắp thế giới như Athens, Santorini, Mykonos, Paris và Nhật Bản. Hình ảnh hai mẹ con đi du lịch Nhật Bản, cậu bé diện trang phục truyền thống của nước Nhật Bản trông rất đẹp trai và dễ thương. Năm 2017, nữ ca sĩ Maya đầu tư 600 triệu để tút tác lại nhan sắc Hàn Quốc. Nhân dịp này, cô đưa cả mẹ đẻ và con gái đi du lịch ở xứ sở Kim Chi. Nữ ca sĩ xinh đẹp và con gái đã có những khoảnh khắc tuyệt vời ở Hàn Quốc. Con gái Maya cực yêu trong bộ trang phục truyền thống của Hàn Quốc. Lý Hải Minh Hà là cặp vợ chồng chăm đưa con đi du lịch nhất nhì showbiz, gồm nhiều quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Hồng Kông. Hình ảnh hạnh phúc của gia đình Lý Hải Minh Hà khiến nhiều người ghen tị, bốn nhóc đều đáng yêu và ngoan ngoãn. Chuyến du lịch đầu tiên của Rio, con trai của Lý Hải và Minh Hà vào tháng 7/2012 tại Singapore và Malaysia. Gia đình Lý Hải du lịch tại Nhật Bản. Lý Hải đưa bà xã cùng các con du lịch ở Mỹ. Đây là lần đầu tiên các con của nam ca sĩ được đi du lịch xa nhất. Đi du lịch cả team là thói quen của gia đình Ốc Thanh Vân. Ngay từ khi còn nhỏ, các bé đã được bố mẹ cho tới khám phá nhiều miền đất trên thế giới, Malaysia, Singapore và Mỹ. Bà mẹ ba con chia sẻ, Vân cảm nhận sau mỗi chuyến đi các con học hỏi và trải nghiệm được nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Khi lựa chọn, Vân thường hướng tới ba địa điểm là những nơi gần gũi thiên nhiên để các con có tình yêu thương động vật, cây cỏ. Thứ hai là các viện bảo tàng để các con có thể học được nhiều kiến thức. Cuối cùng là các công viên giải trí với lối kiến trúc tráng lệ. Ở Việt Nam không có nên các bé nhà Vân thích mê, có thể ăn ngủ dầm dề ở đó cả ngày. Vợ chồng diễn viên đưa ba nhóc tì vui chơi ở Malaysia. Cả nhà check-in ở khu vui chơi tại Singapore. Gia đình nhà Ốc Thanh Vân chụp ảnh ở Cầu Vàng, biểu tượng San Francisco. Cả nhà ghé thăm tòa nhà Quốc hội tại Austin, thủ phủ của bang Texas ở nước Mỹ. Hội ngộ công gạo nếp gạo tẻ, Lê Phương chụp ảnh lấy tay che mệt nghỉ, không dám khoe bụng bầu. Công bố đã mang bầu, nhưng Lê Phương vẫn sợ hình ảnh kém sắc bị lộ trên mạng. Kết thúc gạo nếp gạo tẻ đã lâu, mới đây Công, Hoàng Anh và Hương Lê Phương mới có dịp hợp tác chung một dự án quảng cáo mới. Nam diễn viên Hoàng Anh diện mạo vẫn gây hoang mang, vì vừa mới nhướng mí xong, ngoài ra còn có bà xã đi cùng. Lê Phương dù đang bầu bì, nhưng không có chồng theo cùng. Đã thông báo về việc mang bầu, nhưng nữ diễn viên vẫn quyết giữ kẽ, mỗi lần chụp ảnh đều khéo léo che bụng. Lê Phương, Hoàng Anh có dịp hợp tác sau phim Gạo Nếp Gạo Tẻ. Lê Phương cùng bà xã ngoài đời của Hoàng Anh chụp hình. Bà mẹ bỉm sữa, sợ lộ bụng quá to nên đã lấy tay che chắn. Trong khi đó, Hoàng Anh thì lại gây sốc khi đang đẹp trai bỗng dưng đi nhấn mí. Hậu trường Lê Phương, Hoàng Anh đóng quảng cáo. Thank you.
Mẹ đơn thân Mai Phương nước mắt lã chã, kể khủng hoảng mang bầu và phát hiện ung thư. Diễn viên Mai Phương đã trở lại sóng truyền hình sau thời gian dài điều trị ung thư phổi. Trong năm vừa qua, thông tin diễn viên Mai Phương bị bệnh ung thư phổi trong khi đang làm mẹ đơn thân đã nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Sau một thời gian dài cô điều trị bệnh, người hâm mộ vui mừng khi cô chia sẻ tế bào ung thư đã teo lại, hai lá phổi đang phục hồi. Thời gian qua, Mai Phương chuyên tâm chữa bệnh và dành thời gian cho cô con gái đáng yêu của mình, vắng bóng hoàn toàn trong showbiz. Tuy nhiên, trong chương trình Giải mã tri kỷ được phát sóng, Mai Phương đã bất ngờ xuất hiện bên cạnh người chị em, người bạn tri kỷ Ốc Thanh Vân. Cô gái nghị lực Mai Phương đã khiến khán giả rất nước mắt khi tâm sự về những khủng hoảng trong cuộc sống của mình từ khi mang bầu cho đến lúc phải điều trị căn bệnh ung thư quái ác. Sau một thời gian điều trị ung thư, Mai Phương dần xuất hiện trở lại trong một số sự kiện giải trí và các chương trình truyền hình khi sức khỏe đã ổn định hơn. Ốc Thanh Vân chính là người chị, người bạn đã luôn bên cạnh cổ vũ Mai Phương trong những lúc khó khăn nhất. Hai nghệ sĩ hào hứng nhớ lại những ngày đầu tiên mới chơi với nhau từ những vai diễn tại sân khấu. Hai chị em không bao giờ nhớ lại mình đã cùng nhau đóng chung bao nhiêu vở diễn, đứng chung bao nhiêu sân khấu. Chỉ biết là từ lâu rồi, Ốc xem Mai Phương như một người em thực sự của mình, Ốc Thanh Vân chia sẻ. Khi đang là một cái tên chọn mặt gửi vàng cho nhiều đạo diễn, đạt được số thành công ở lĩnh vực ca hát, Mai Phương đột ngột rút lui vì mang bầu. Kể về khoảng thời gian này, Mai Phương cho biết đó là giai đoạn khủng hoảng nhất vì xung quanh có rất nhiều ý kiến trái chiều, mong muốn cô duy trì sự nghiệp. Chỉ có Ốc Thanh Vân cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho nữ diễn viên có động lực chào đón con gái ra đời. Chị Ốc quan tâm từ tả sữa, thậm chí nói là em qua đây ở với chị đi, đừng ở bên đó một mình, chị nấu gì em ăn cái đó. Từ lúc đó, Phương có cảm giác rất gần gũi, Ốc làm cho Phương cảm thấy tin và chia sẻ được rất nhiều thứ trong cuộc sống của mình. Còn Ốc Thanh Vân đã khóc tâm sự khi cô ở trong những giây phút khó khăn nhất của đời người khi ba mất, thì chỉ có hai người lặng yên nghe cô trút hết nỗi lòng là chồng Chí Rùa và Mai Phương. Tưởng như Mai Phương vững vàng trở lại sau thời gian sinh con và chăm sóc bé, nhưng cô tiếp tục đối diện với biến cố thứ hai trong đời mình, phát hiện ung thư phổi giai đoạn cuối. Dù đang trong lúc giận nhau, nhưng Ốc Thanh Vân bỏ hết công việc, sẵn sàng kêu gọi anh chị em nghệ sĩ ủng hộ và giúp đỡ Mai Phương bằng tất cả những gì mình có. Trước đó, Ốc Thanh Vân đã giận vì nhắn cho Mai Phương bố chồng mình mất, nhưng người em thân thiết như chị em trong gia đình đã không đến. Khi nghe tin Phương bị bệnh, mình không nghĩ nó nghiêm trọng đến như vậy. Nhưng khi cầm tờ giấy khám bệnh thì mình đã biết đó là mình phải làm gì đó cho em. Thời gian đó không phải là chuỗi ngày quá dài, nhưng mình cứ ngồi đó xem em cần gì, lâu lâu chạy vào xem em như thế nào, ngồi ở hành lang bệnh viện để make up rồi đi diễn luôn. Ốc Thanh Vân nhớ lại thời gian cùng Mai Phương chiến đấu với bệnh tật. Nói về tình trạng hiện tại của mình, Mai Phương cho biết hiện cô vẫn đang dùng thuốc điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ và đã đỡ đau nhức hơn, nhưng lưu ý không vận động mạnh vì dễ gãy xương, không băng lại được. Cuộc sống của nữ diễn viên và con gái đã khá ổn. Cô có nhiều thời gian ở nhà chăm sóc bé hơn và luôn có sự đồng hành hỗ trợ của người chị thân thiết là Ốc Thanh Vân. Về dự định quay trở lại sân khấu, Mai Phương nói thêm, niềm đam mê thì không bao giờ tắt trong lòng mình. Tâm mình lúc nào cũng hướng về sân khấu, về truyền hình và muốn quay trở lại sớm nhất có thể. Nhưng Phương cũng biết tình trạng hiện tại của mình nên khi nhận lời mời nào, Phương phải cân nhắc rất kỹ vì sức khỏe của bản thân cũng như không làm gián đoạn công việc chung của mọi người. Tính Phương làm gì đã làm thì làm cho đến cùng, nhưng cũng rất tôn trọng mọi người vì đã lỡ không may vì vấn đề cá nhân của mình là ảnh hưởng đến cái chung nên Phương rất cân nhắc điều đó. Cũng trong chương trình, cặp chị em thân thiết cũng có những giây phút giải trí bung xõa với những thử thách và góc soi mói mà chương trình đặt ra. Sau tất cả những biến cố đã qua, khán giả truyền hình đã thấy một hình ảnh Mai Phương tươi tắn và rạng rỡ. Mai Phương liên tục rạng rỡ nói cười, thậm chí còn múa may quay cuồng, nhiều lần bóc mẽ Ốc Thanh Vân vì những tính xấu. Cuối chương trình, cả hai nữ nghệ sĩ cùng dành cho nhau nhiều lời cảm ơn và xin lỗi. Người hâm mộ hy vọng nữ diễn viên luôn cố gắng vượt qua bệnh tật để có thể vui vẻ bên con gái La Vi. Phản ứng của Linh Nga và cầu thủ đội tuyển Việt Nam khi thấy Văn Lâm mua xế hộp tiền tỷ tặng bố mẹ. Chiếc xế hộp mới được xem là ước mơ bao lâu nay mà thủ môn Đặng Văn Lâm ấp ủ để dành tặng bố khiến cộng đồng mạng và chị gái Linh Nga vô cùng xúc động. Hình ảnh Đặng Văn Lâm khoe tặng bố xế hộp không chỉ khiến fan mà đặc biệt chị gái nữ diễn viên múa Linh Nga vô cùng ngưỡng mộ xúc động. Mới đây trên trang cá nhân, thủ môn điển trai Đặng Văn Lâm có tên gọi thân mật là Lâm Tây, chia sẻ hình ảnh bố mẹ đứng bên chiếc ô tô mới kèm dòng chữ thực hiện ước mơ của mình tặng bố. Đây là món quà tặng mà thủ thành số 1 tuyển Việt Nam dành cho bố mà anh đã ấp ủ từ lâu. Hiện tại bố mẹ Đặng Văn Lâm sống ở Nga.
Có lẽ đây chính là ước mơ bao nhiêu năm ấp ủ mà nam thủ môn Đặng Văn Lâm tích góp mua, xế hộp tiền tỷ để tặng bố. Sau khi bức ảnh Đặng Văn Lâm chia sẻ, thu hút hơn 31.000 lượt like và hơn 800 bình luận, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước món quà mà Đặng Văn Lâm dành cho gia đình sau quãng thời gian dài nỗ lực không ngừng. Chị họ Linh Nga khen ngợi Văn Lâm, việc làm đáng yêu nhất, bao nhiêu công sức và mồ hôi của em để em làm món quà tặng bố Sơn. Trong đó, một số đồng đội của Lâm Tây cũng để lại bình luận chúc mừng. Cầu thủ Đoàn Văn Hậu viết, Đặng Văn Lâm, anh là số 1. Tuyệt vời quá, chúc mừng anh và gia đình. Cầu thủ Phạm Xuân Mạnh chia vui. Không chỉ vậy, người hâm mộ còn gửi lời chúc mừng tới Văn Lâm, xuất sắc, cháu làm tốt lắm. Chúc mừng anh, chắc ba mẹ sẽ hạnh phúc lắm đây, là những bình luận để lại. Chưa đầy một tháng sang Thái, cùng 9 năm thi đấu xa nhà, mới đây Đặng Văn Lâm khiến người hâm mộ suýt xoa khi khoe món quà đặc biệt tặng bố mẹ. Được biết, nam cầu thủ Đặng Văn Lâm có thành tích thi đấu, phong độ xuất sắc. Suốt nhiều mùa giải vừa qua, anh được câu lạc bộ của Thái Lan chiêu mộ với mức lương lên tới 10.000 đô và được cấp xe nhà riêng. Nam cầu thủ sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghệ thuật, bố nam cầu thủ là nghệ sĩ múa Đặng Văn Sơn, đồng thời là em trai song sinh của nghệ sĩ nhân dân Đặng Hùng, bố của diễn viên múa Linh Nga. Mẹ của Đặng Văn Lâm là diễn viên người Nga, hiện gia đình Đặng Văn Lâm sống ở một căn nhà nhỏ thanh bình ở thủ đô xứ sở Bạch Dương. Sau bao nhiêu nỗ lực cố gắng, Đặng Văn Lâm đã khiến nhiều người ngưỡng mộ. Đây là quả ngọt đầu tiên mà Văn Lâm dành tặng cho gia đình sau chuỗi thi đấu thành công trong suốt năm 2018 và đầu năm 2019 của chàng thủ môn điển trai.